하이펜서 스튜디오. Mình chỉ cần uống một hớp vô thôi á là mình khỏe hơn con voi luôn đó các bạn à. Là mình khỏe hơn con voi luôn đó các bạn à. Các bạn ơi, nhớ mua nha. Chậm tay thì vẫn còn mà nhanh tay thì vẫn còn nha các bạn à. Vì cái này là tiếp sức năng lượng mà tụi mình lúc nào cũng còn á. Ê Nguyên ơi, mình thấy á, sáng giờ livestream quá trời luôn. Mình đói bụng quá. Hay là bạn làm món gì cho mình ăn nha. Được rồi, nhưng mà bạn phải nhớ mình, bạn phải giúp mình một tay đó nha. Giúp hai tay cũng được luôn. Mọi người ơi, mọi người hãy đợi tụi em trong một giây lát nha. Tụi em sẽ quay lại thôi. Xin chào mọi người, tụi mình đã vô bếp rồi nè. Bây giờ, nước trước khi nấu ăn chúng mình phải rửa tay. Đi thôi. Tụi mình đã quay trở lại rồi nè. Nguyên ơi, vậy nguyên liệu của chúng ta cần những cái gì vậy? Nguyên liệu của chúng ta bao gồm mít nè, xôi, dừa và nước cốt dừa. Nguyên ơi, vậy thì mình sẽ chế biến như thế nào và mình chuẩn bị nguyên liệu như thế nào? Thì mà bạn, mình sẽ lấy ra, mình sẽ lấy cái này, mình lấy mít nha. Mình chỉ lấy cái hộp thôi, vẫn phải cho nó nguyên dạng. Mình chưa bao giờ thấy xôi nào mà màu xanh lá cây hết á, cho nên bây giờ mình sẽ thử để cho nó độc lạ.
xé này ra luôn cho nó đừng bị lấn chỗ nào. Khi để sôi vô mít, các bạn lưu ý đừng để mít bị rách. Nếu không á, thì thứ nhất sôi nó sẽ không có vô giường. Thứ hai là trình món ăn kho mới được ngon, không được đẹp đâu. Tụi mình sẽ rắc dừa lên. Như vậy là món sandwich của tụi mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình thử nha. Đào bếp cùng bé để cùng với tụi mình làm những món mới nha. Bây giờ mình đi ra chim đây.